câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào chân người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin vào họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói về đền thờ Jerusalem. Đền thờ Jerusalem đầu tiên được xây dựng năm 996 do vua Salomon xây. Khoảng hơn 400 năm sau, vào năm 587, Babylon đem quân đánh Jerusalem, phá hủy đền thờ Jerusalem và bắt những người Israel đi lưu đày sang Babylon. Hơn 50 năm thì vua Ba Tư nổi lên chống lại vua Babylon và chiến thắng vua Babylon. Nước Israel đang làm nô lệ cho Babylon, nay làm nô lệ cho Ba Tư. Vua Ba Tư là Kitô, có lòng kính sợ Chúa. Ông cho dân Israel hồi hương, tạo điều kiện để họ sống đạo và cung cấp tiền bạc để cho họ tái thiết đền thờ. Nhờ đó và vào năm 515 trước công nguyên, đền thờ Jerusalem được hoàn thành. Đây là đền thờ thứ hai. Đền thờ này đơn sơ chứ không nguy nga như đền thờ trước, cho nên vua Herode sau này tu bổ lại cho khang trang hơn. Cái công trình trùng tu kéo dài 46 năm, và nhờ đó mà đền thờ này trở thành nguy nga, trở thành lộng lẫy. Đây cũng là cái đền thờ vào thời Chúa Giêsu. Dân Israel hàng năm đến đền thờ này để dự lễ. Khi về dự lễ thì họ dâng cúng tiền bạc vào trong đền thờ. Thế nhưng theo quy định của đền thờ thì người ta không
dâng những đồng tiền đang sử dụng vào đền thờ, vì đó là đồng tiền của đế quốc Roma, phải đổi ra tiền của đền thờ. Thế là xuất hiện những người làm công việc đổi tiền cho dân. Bên cạnh đó, khi về đền thờ, họ mang lễ vật bò, bê, chiên, dê, bồ câu, vân vân để tế lễ cho Chúa. Nhưng vì đường xa, đem những thứ này nó không tiện. Vì vậy, cần có người buôn bán những thứ này. Thế là người ta mới buôn bán bò, bê, chiên, cừu, bồ câu, vân vân. Hoặc đầu thì việc buôn bán và việc đổi tiền nằm ngoài khuôn viên đền thờ. Về sau người ta đưa vào khuôn viên đền thờ. Đền thờ là nơi linh thánh, là nơi cầu nguyện, là nơi tôn nghiêm, nay bị tục hóa. Chúa Giêsu không chấp nhận điều này, vì vậy Ngài đã phản ứng mạnh như bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Hiếm khi nào chúng ta thấy Chúa lại có cái thái độ quyết liệt như vậy. Điều này cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Chúa phải làm mạnh để loại bỏ sự tục hóa ra khỏi đền thờ, trả lại sự thiêng thánh cho đền thờ. Từ việc làm của Chúa, chúng ta rút ra nhiều điều cho đời sống đạo của mình. Thứ nhất là quý trọng đền thờ. Phải xây dựng đền thờ trở thành nơi khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ, thánh thiêng. Người ta vào đây, người ta cảm nghiệm được một Thiên Chúa đang hiện diện để người ta có thể cầu nguyện được. Rồi điểm thứ hai là chúng ta siêng năng đến đền thờ. Có một cái thực tế là ngày nay nhiều nước ở phương Tây không có người đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhà thờ rất đẹp nhưng mà rất vắng người. Cảm ơn Chúa vì Việt Nam chúng ta vẫn còn coi trọng việc tứ đạo, vẫn còn coi trọng thánh lễ, cho nên lễ Chúa Nhật vẫn còn đông đảo. Xin Chúa cho chúng ta giữ được cái tinh thần này. Đồng thời chúng ta phải nâng cấp lên. Chúng ta đến tham dự thánh lễ không phải chỉ vì luật, nếu không giữ luật thì có tội, mà chúng ta đến vì lòng yêu Chúa, vì những người con trở về với Chúa là cha của mình. Tôi có biết một gia đình cũng có lẽ 11 người con ở trong cái thành phố này thôi. Và 11 người con ấy hầu như ai cũng thành đạt. Có người thì là những đại gia lớn, còn người yếu nhất thì cũng có cuộc sống tương đối khá so với mặt bằng chung. Thế nhưng mà tối Chúa Nhật nào mỗi tuần, anh chị em vẫn quây quần bên cha mẹ của mình. Có khi có cháu, nhưng mà anh chị em con cái ruột cũng như con trâu con rể, ấm áp lắm, thân tình của gia đình. Nó có cảm tưởng như khi mình tham dự thánh lễ cũng giống như vậy. Mình giống như con cái của Chúa trở về nhà cha của mình và kể cho Chúa nghe cả một cái tuần vừa qua, những niềm vui, những nỗi buồn, những thành công, những thất bại, những sự làm, sự khó. Cũng cần đến sự trợ giúp, cần đến sự động viên của Chúa là cha của mình. Rồi cũng lắng nghe những lời dạy bảo, rồi chúc tụng tạ ơn Chúa và lãnh nhận thánh thể để như một cái nguồn lương thực bổ sức cho mình, giúp cho mình sống một cái tuần mới được tốt đẹp. Đấy, chúng ta phải yêu mến đền thờ, siêng năng đến đền thờ, tham dự thánh lễ như một cái ngày gặp gỡ Chúa để Chúa ban muôn ơn phúc, để tiếp thêm năng lượng cho mình trong những ngày sắp tới.
Rồi cái tâm tình thứ ba là chúng ta phải ý thức rằng mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa. Vì là đền thờ của Chúa thì mình phải thờ Chúa. Có khi nhìn lại cuộc đời của mình thì mình không thờ Chúa mà mình lại thờ một cái điều gì khác. Dân Israel, những người coi đền thờ, người ta tận dụng những cái ngày đại lễ đó để mà kiếm thu nhập, để làm giàu. Như vậy cái đích mà họ nhắm đến là tiền. Cái vị thần mà họ thờ chính là tiền. Ngày nay cũng nhiều khi con người của chúng ta cũng vậy. Có khi mình là người có đạo, nhưng mà cái vị thần mình thờ lại là thờ tiền. Ngày đó tôi còn làm phó sứ của một giáo sứ. Thế rồi một hôm có một người đến mời tôi làm phép nhà. Bà này nói, con mời cha làm phép nhà, chứ con không mời cha sứ đâu. Bảo sao vậy? Bảo cha sứ khó quá, con mời người đến làm phép nhà mà ngài bắt con phải bỏ cái tượng thần tài đi, từ ngày phải làm phép nhà. Mà cha biết không, chúng con từ Bắc vào đây, chúng con mua được căn nhà này, rồi có hai cái cửa hàng lớn ở trên quận nhất nhờ thần tài. Bây giờ mà bỏ thần tài là trắng tay, cho nên làm phép thì làm, không làm thì thôi, chứ mà bỏ thần tài không bỏ. Tôi nói cha sứ làm đúng rồi, tôi cũng vậy thôi, nếu không bỏ thần tài làm sao làm phép nhà được. Thế là thôi đó. Đó là chúng ta thấy người ta coi tiền nó chê Chúa, sẵn sàng bỏ Chúa để chọn thần tài. Còn như vậy là người ta đang thờ ngẫu tượng. Thờ ngẫu tượng là một trong những cách chọn lựa trong việc thờ phượng như vậy. Một trong những cách có khi vì tiền người ta sẵn sàng làm những chuyện bất kể lương tâm, bất kể lương tri, bất kể tội ác, vì tiền. Thờ tiền còn được thể hiện qua việc có khi cuộc sống đang có giờ thờ Chúa, phục vụ vân vân, nhưng mà có một mối lợi nào đó là bỏ luôn cả việc phục vụ, thôi kiếm cái gì đó có tiền hơn, còn cái chuyện đạo thôi bị lễ còn lần được rồi, chứ mất giờ phục vụ không cần thiết. Đó là người ta coi tiền của hơn Chúa. Và Chúa khi đến đền thờ Jerusalem, Chúa lật đổ cái bàn của người đổi bạc, thì Chúa lật đổ ngẫu tượng xuống, Chúa phải lên, tất cả nó phải bị hạ bệ. Và ước gì Chúa cũng đi vào cuộc đời, Chúa cũng lật đổ tất cả cái thần tượng đó trong cuộc đời của chúng ta, những thứ đó phải bị hạ xuống, Chúa phải lên. Và trong thực tế đã có những người họ đặt Chúa lên trên. Tôi biết một cặp vợ chồng, anh chị này khi tôi quen biết thì anh cũng đi sửa máy lạnh để chị cũng may vá cuộc sống cũng được, rồi làm công tác tông đồ tích cực lắm. Và thời gian sau anh chị lại đổi nghề buôn bán, và bán hàng ăn thì thu nhập nó cũng cao. Thế thời gian nữa thì lại quay trở lại cái công việc cũ. Tôi hỏi sao vậy? Cái công việc mới thu nhập không bằng công việc cũ hả? Bảo không, công việc đó thu nhập cao hơn nhiều, nhưng mà làm công việc đó nó vất vả, mất thời giờ, không còn thời giờ đi họp nhóm, không còn thời giờ đi làm tông đồ, cho nên bỏ, chọn công việc này ít tiền hơn nhưng mà có giờ dành cho Chúa. Đó là họ đặt Chúa trên những cái môi lợi. Vậy thì Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta năm xưa, Chúa đã lật đổ cái bàn của người đổi bạc để đưa Chúa lên. Thì ngày nay xin Chúa cũng đi vào cuộc đời của chúng ta, Chúa sắp xếp lại các thứ tự, Chúa phải số một. Những giờ thờ phượng, những yêu thương và những chuyện đó quan trọng hơn những chuyện khác. Đồng thời Chúa giúp chúng ta sống theo các giới răn của Chúa trên bài đọc 1, nói về 10 giới răn. Thì Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ sắp xếp giúp chúng ta thực hành được các giới răn của Chúa. Và Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, Chúa loại những cái xấu ra khỏi chúng ta. Và khi chúng ta có được đời sống như thế, chúng ta sống thánh thiện, cuộc đời thành tựu như lòng Chúa mong ước.
Thưa chị, ngày hôm nay trong cái ngày lễ mà Chúa thân tại đền thờ, xin cho chúng ta yêu mến đền thờ, xin năm đến đền thờ tham dự thánh lễ, và nhất là ý thức mình là đền thờ của Chúa. Chúa phải là số một, đặt Chúa lên vị trí cao nhất, sống theo lời dạy của Ngài, sống đức hạnh thánh thiện, để ta đời thành tựu như Chúa muốn.